Julie và Ngọc Triều xin thân ái kính chào quý khán thính giả Huấn Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ sáu trong tuần. Mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Nhóm bảo thủ do tỷ phú Jack Cox dẫn đầu sẽ chi lớn để mà đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump. Mạng lưới chính trị bảo thủ do tỷ phú Jack Cox dẫn đầu đã quyên góp được hơn 70 triệu đô la để chi tiêu cho các cuộc chạy đua chính trị, với mục tiêu là ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump trở thành đề cử viên của Đảng Cộng Hòa vào năm 2024. Tổ chức có ảnh hưởng lớn này sẽ nhảy vào các cuộc bỏ phiếu sơ bộ của phía Cộng Hòa lần đầu tiên trong lịch sử hai thập niên của họ. Ông Cox là một trong những người giàu có nhất thế giới, là lãnh đạo của công ty Cox Industry của gia đình ông. Hiện thì chưa rõ bao nhiêu trong số tiền 70 triệu đô la do tổ chức Americans for Prosperity Action quyên góp được sẽ dành cho việc ngăn cản ông Donald Trump. Nhưng tổ chức này công bố là đánh bại ông Donald Trump trong các Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024, tương tự như là vào năm 2020. Một quan chức của nhóm vận động Americans for Prosperity cho hay, rõ ràng cần chọn các ứng cử viên có thể chiến thắng. Ngay cả người ủng hộ của chính cựu Tổng thống Donald Trump cũng lo ngại về khả năng đắc cử của ông và sẵn sàng chọn người thay thế. Mạng lưới các tổ chức chính trị được ông Koch hậu thuẫn do ông Chuck Koch và anh trai là David Koch thành lập. Mạng lưới này thì bao gồm nhiều nhà tài trợ lớn. Từ trước cho đến nay thì họ đã chi hàng triệu đô la để hậu thuẫn cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tranh cử. Mạng lưới của ông Koch chưa ủng hộ cho ứng cử viên nào, nhưng cùng với các nhà tài trợ lớn khác thì tìm cách đánh bại ông Donald Trump. Ông Donald Trump hiện đang dẫn trước 20% so với đối thủ gần nhất, đó là Thống đốc Florida Ron DeSantis. Tin thẩm phán tạm thời chặn luật của Mississippi về giấy phép của cảnh sát tiểu bang đối với một số cuộc biểu tình. Một thẩm phán liên bang hôm thứ Năm tạm thời chặn một luật mới của Mississippi, trong đó yêu cầu sự cho phép từ cảnh sát tiểu bang đối với các cuộc biểu tình hoặc tụ tập khác gần các tòa nhà chính quyền tiểu bang ở thủ phủ Jackson. Thẩm phán Henry Wingate cho biết luật này mơ hồ và có thể ảnh hưởng đến quyền theo tu chính án thứ nhất, đặc biệt là đối với những người muốn phản đối các hành động của chính quyền. Đầu năm nay, cơ quan lập pháp Mississippi thông qua dự luật quy định phải có giấy phép do tiểu bang cấp khi biểu tình ở Jackson. Các nhà lập pháp cũng thông qua một dự luật khác mở rộng vai trò của cảnh sát, quốc hội tiểu bang ở thành phố. Thành lập tòa án mới ở Jackson với một thẩm phán do chánh án tòa thượng thẩm tiểu bang bổ nhiệm và cho phép chánh án bổ nhiệm thêm 4 thẩm phán để phối hợp với 4 thẩm phán dân cử của tòa phúc thẩm ở quận hạt Hinds. Những người ủng hộ các dự luật cho rằng nó sẽ giúp củng cố an ninh ở Jackson, nơi có dân số khoảng 150.000 người và xảy ra hơn 100 vụ giết người mỗi năm trong 3 năm qua. Những người phản đối nói rằng các dự luật này làm xói mòn quyền tự trị địa phương. Thống đốc Tate Reeves đã ký các dự luật và phần lớn các thay đổi sẽ trở thành luật từ thứ Bảy. Con số người bị tử vong do quá liều fentanyl pha trộn với xylazine đã tăng ở một số tiểu bang. Dữ liệu mới từ Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho thấy là số tử vong do quá liều fentanyl pha trộn với xylazine là một loại thuốc an thần của thú y, đã gia tăng trên toàn quốc trong những năm gần đây. Với việc xylazine nay xuất hiện hơn 1/4 số tử vong vì fentanyl ở một số tiểu bang. Xylazine thường được gọi là trang, là loại thuốc an thần mạnh mà không được phép sử dụng cho con người. Nó không phản ứng với những loại thuốc chống quá liều như là Narcan và gây ra tổn thương da nặng cho người sử dụng. Con số mới công bố vào hôm thứ Năm trong thông cáo bệnh tật và tử vong hàng tuần của CDC cho thấy bức tranh rõ nhất từ trước cho đến nay về con số tử vong ngày càng tăng vì xylazine xâm nhập nhanh vào nguồn cung cấp ma túy trái phép ở tại Hoa Kỳ. Trong 31 tiểu bang và đặc khu Columbia có đủ dữ liệu để báo cáo với CDC. Cơ quan cho biết là xylazine được phát hiện trong 9% số tử vong quá liều có liên quan đến fentanyl kể từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Trong số những tiểu bang này thì Maryland có tỷ lệ toàn tiểu bang tồi tệ nhất, 27.7% số tử vong vì fentanyl ở tiểu bang
cũng liên quan đến xylazine. Connecticut thì đứng nhì với con số là 26.4%, và theo sau là Pennsylvania với 23.3%. Bác sĩ Rahul Gupta là Giám đốc Văn phòng Chính sách Quản lý Ma túy Quốc gia của Tòa Bạch Ốc cho biết rằng, dữ liệu này cho thấy là fentanyl pha trộn với xylazine ngày càng nguy hiểm. Đó là lý do tại sao mà chính quyền Tổng thống Joe Biden gần đây xem nó là một mối đe dọa lớn. Tiếp đến là tin cựu Chủ tịch Hạ viện Ohio bị kết án 20 năm tù vì âm mưu hối lộ 60 triệu đô la. Cựu Chủ tịch Hạ viện Ohio Larry Householder hôm thứ Năm bị kết án 20 năm tù sau khi đầu năm nay bị kết tội liên quan đến âm mưu hối lộ 60 triệu đô la. Buổi thẩm đoàn liên bang kết tội ông Householder và cựu Chủ tịch Đảng Cộng hòa ở Ohio Matthew Borges hồi tháng 3. Ông Householder và Borges bị truy tố năm 2020 trong vụ hối lộ liên bang bắt nguồn từ một dự luật thông qua năm 2019 để ứng cứu tài chính các nhà máy điện hạt nhân ở Ohio sau khi nhận tiền để vận động hành lang. Công tố liên bang gọi đây là vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử tiểu bang. Cơ quan lập pháp hủy bỏ dự luật này năm 2021. Sau cuộc bắt giữ ông năm 2020, Hạ viện Ohio bỏ phiếu bãi nhiệm ông Householder khỏi chức vụ chủ tịch. Phía công tố cáo buộc nhà phân phối điện First Energy đưa 60 triệu đô la cho Generation Now, một tổ chức phi lợi nhuận do ông Householder điều hành. Số tiền này được sử dụng để vận động hành lang giúp thông qua dự luật 1.5 tỷ đô la vào năm 2019. Ông Borges sẽ bị kết án trong ngày thứ Sáu hôm nay. Năm 2021, First Energy đồng ý chi 230 triệu đô la để dàn xếp cáo buộc trong vụ này. Công ty thừa nhận chi hàng triệu đô la cho quan chức tiểu bang để thúc giục dự luật về trợ cấp hạt nhân và các chính sách khác có lợi cho công ty. Bồi thẩm đoàn đã tha bổng cho viên cựu cảnh sát Florida bị cáo buộc là không bảo vệ cho học sinh trong vụ nổ súng tại trường học ở tại Parkland. Một bồi thẩm đoàn ở tại Florida vào hôm thứ Năm đã tha bổng cho một cựu cảnh sát của văn phòng cảnh sát trường bị cáo buộc là không bảo vệ cho học sinh trong vụ nổ súng hàng loạt vào năm 2018 tại trường trung học Marjorie Stoneman Douglas ở tại Parkland. Ông Scott Peterson là cảnh sát tại trường học đang làm nhiệm vụ khi mà hung thủ vào một tòa nhà vào ngày 14 tháng 2 năm 2018 và nổ súng đã làm cho 17 người bị thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Đã bị truy tố 11 tội danh bỏ bê trẻ em, cẩu thả và bội ước. Tuyên bố không có tội của bồi thẩm đoàn đã giúp cho ông tránh khỏi án tù 97 năm. Sau phán quyết thì ông Peterson cho biết ông muốn nói chuyện với phụ huynh của những học sinh bị thiệt mạng trong vụ nổ súng. Và văn phòng công tố nhắc lại lý luận của họ rằng ông Peterson lẽ ra phải nỗ lực hơn để mà bảo vệ cho học sinh. Và việc ông không hành động để lại hậu quả lớn cho các nạn nhân. Một số phụ huynh dự phiên xử cũng thất vọng với kết quả này. Ông Tony Montanto có con gái bị thiệt mạng trong vụ nổ súng cho hay, ông chỉ muốn nói với bồi thẩm đoàn rằng nhà trường thuê ông Peterson để mà bảo vệ cho học sinh. Và ông Montanto đã từ chối nói chuyện với ông Peterson. Văn phòng cảnh sát trưởng quận hạt Broward cho biết là ông có súng nhưng không vào bên trong khi vụ nổ súng diễn ra. Ông là một trong vài cảnh sát đã bị truy tố vì không hành động gì. Kết quả của vụ này có thể trở thành tiền lệ và khiến cho các công tố viên trên toàn quốc không truy tố các cảnh sát tương tự tội cẩu thả sau các vụ nổ súng khác. Tiếp đến là tin công ty OpenAI bị kiện về đánh cắp thông tin cá nhân để huấn luyện ChatGPT. OpenAI, công ty Mỹ sáng tạo ra ChatGPT, đang bị kiện về đánh cắp lượng lớn thông tin cá nhân để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm chạy theo lợi nhuận. Đơn kiện dài 157 trang đối với OpenAI do một nhóm người ẩn danh nộp lên tòa án liên bang tại San Francisco, California ngày 28 tháng 6. Tên của các nguyên đơn được viết tắt vì sợ có hành động trả đũa với họ. Bloomberg dẫn thông báo của công ty luật Clarkson đại diện nguyên đơn cho biết, theo cáo buộc, OpenAI đã vi phạm luật về quyền riêng tư khi bí mật lấy cắp 300 tỷ từ trên Internet, sử dụng thông tin từ sách báo, các website và bài đăng trên mạng chứa thông tin cá nhân mà không có sự đồng thuận của chủ bài viết. Hàng trăm triệu người sử dụng Internet gồm trẻ em được cho là đã bị đánh cắp thông tin mà không được hỏi ý kiến.
tin riêng tư của những cá nhân tương tác với sản phẩm của OpenAI và các ứng dụng kết nối với ChatGPT đều bị công ty tiếp cận. Đơn kiện nói rằng bị đơn đã ăn cắp thông tin dù đã thiết lập các quy tắc về mua và sử dụng thông tin cá nhân. Nhóm nguyên đơn cáo buộc OpenAI gây nguy cơ làm sụp đổ nền văn minh và nói rằng thiệt hại do công ty gây ra là 3 tỷ đô la. Việc lấy cắp và sử dụng dữ liệu cá nhân quy mô lớn này được cho là nhằm giúp OpenAI giành chiến thắng trong cuộc đua AI. Ứng dụng trò chuyện ChatGPT và các sản phẩm khác của OpenAI được huấn luyện từ những thông tin cá nhân đó. Nguyên đơn cáo buộc vì chạy theo lợi nhuận mà OpenAI từ bỏ nguyên tắc nền tảng trong việc phát triển AI, đó là làm sao có lợi nhất cho toàn nhân loại. Đơn kiện ước tính doanh thu của OpenAI trong năm 2023 là 200 triệu đô la. Nhóm nguyên đơn yêu cầu tòa án quyết định số tiền bồi thường thiệt hại cho những người bị lấy thông tin, đồng thời tạm thời đóng băng việc sử dụng các sản phẩm của OpenAI và ngăn công ty phát triển thêm. Tập đoàn Microsoft dự định đầu tư 13 tỷ đô la vào OpenAI cũng bị nêu tên là một bị đơn. Microsoft và OpenAI chưa lập tức bình luận về đơn kiện. OpenAI ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022 và ứng dụng này nhanh chóng làm mưa làm gió toàn thế giới với khả năng trò chuyện, giải toán, làm văn, viết luận án. Thành công của ChatGPT đã thúc đẩy cuộc đua AI trong thế giới công nghệ khi các công ty lớn nhỏ đều đang lao vào phát triển và khai triển các công cụ AI. Một công ty startup 60 tỷ đô la của Trung Cộng nộp đơn IPO tại Mỹ, nguồn tin của Reuters cho biết rằng hãng bán lẻ thời trang trực tuyến của Trung Cộng đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC. Cổ phiếu SEC có thể bắt đầu giao dịch từ cuối năm nay. Nếu IPO SEC sẽ là công ty có giá trị cao nhất của Trung Cộng niêm yết tại Mỹ kể từ sau hãng xe Didi Global năm 2021. Năm ngoái, Didi đã phải rút niêm yết tại Mỹ do giới chức Bắc Kinh cáo buộc hãng này vi phạm các quy định về chống độc quyền và bảo mật dữ liệu. Trong dòng huy động vốn hồi tháng 3, SEC được định giá hơn 60 tỷ đô la. Các quỹ đầu tư đã rót tiền vào SEC và General Atlantic, Mubadala, Tiger Global và Sequoia Capital China. Người phát ngôn của SEC phủ nhận tin IPO nhưng không cung cấp thêm chi tiết. SEC từ chối bình luận về vấn đề này. SEC đã nhắm đến việc IPO tại Mỹ suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, cố gắng của họ chịu nhiều thách thức. Từ việc Mỹ siết kiểm tra các quy định về kế toán của Trung Cộng đến thị trường biến động do COVID-19 và chiến sự Nga-Ukraine. Năm ngoái, nhà sáng lập công ty Chris Su đã chuyển trụ sở của SEC từ Nam Kinh, Trung Cộng sang Singapore. Hành động này giúp SEC né quy định ngặt nghèo mới của Trung Cộng về niêm yết tại nước ngoài. SEC thành lập năm 2008, ban đầu chỉ là trang web kinh doanh váy cưới. Sau đó họ mở rộng sang trang phục hàng ngày cho phụ nữ, trẻ em và nam giới. Startup này bùng nổ năm 2020 do COVID-19 thổi bùng khuynh hướng thương mại điện tử. Doanh thu của họ đạt 8.8 tỷ euro năm 2020, rồi lên 16 tỷ euro một năm sau đó và 30 tỷ euro vào năm 2022. Như vậy, SEC kiếm tiền gần như sắp xỉ Inditex, tập đoàn sở hữu Zara, với doanh thu là 32.6 tỷ euro năm ngoái. Theo Financial Times, doanh thu của SEC có thể đạt 53 tỷ euro năm 2025. Giới chức Mỹ gần đây tìm cách hạn chế việc tận dụng quy định miễn thuế cho hàng giá trị nhỏ, vốn được các hãng bán lẻ trực tuyến như SEC sử dụng để vận chuyển hàng từ Trung Cộng sang Mỹ. SEC hồi tháng 4 bị Mỹ cáo buộc tận dụng quy định này để né thuế và nhập cảng các sản phẩm bất hợp pháp. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của Hồn Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.